Quý vị đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau. Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin truyền thông. Trao đổi những lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện điện tử. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho sự phát triển hiệu quả và bền vững của ngành công nghệ thông tin đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Chính phủ đã đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin trong 2 năm 2011-2012 ước đạt trên 6 tỷ đô la Mỹ với mức tăng trưởng hàng năm là trên 20% và con số này không dừng lại trong những năm tới đây. Để phục vụ cho chiến lược này thì vấn đề chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công việc là một yếu tố không thể thiếu. Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, thị trường công nghệ thông tin truyền thông trong nước đang phát triển mạnh và đến thời điểm cuối năm 2012, tổng số nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam là trên 300.000 người và trong đó 2/3 là tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở vi mạch thì chúng ta phân ra làm hai loại tài lực và nhân lực. Về tài lực mà nói thì hiện nay chương trình nó vào khoảng chừng cỡ 7.600 tỷ thì chúng ta đã có doanh nghiệp tham gia với số vốn gần như là chiếm đại đa số là 6.600 tỷ. Còn 1.000 tỷ lại là sự đầu tư của nhà nước. Chúng tôi cũng rất mong muốn đóng góp được vào cái kế hoạch 1 triệu nhân lực công nghệ thông tin năm 2020 trong cái đề án nước mạnh công nghệ thông tin mà Chính phủ đã ký và ban hành. Nhưng tất nhiên để đạt được cái số lượng lớn và chất lượng cao thì là một công việc không phải là dễ dàng. Trong thời gian tới đây, Bộ Thông tin Truyền thông và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Chính phủ đưa ra những cơ chế tốt nhất để thu hút những doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh thì mới tận dụng hết những thế mạnh của những doanh nghiệp lĩnh vực này. Trên lĩnh vực nhân lực công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực trọng tâm hàng đầu và nhiệm vụ số 1 trong chương trình đưa Việt Nam trở về vững mạnh về công nghệ thông tin. Chúng tôi tập trung vào phát triển cái chất lượng nguồn nhân lực với những cái kỹ năng mềm cũng như là cái trình độ ngoại ngữ để có thể đáp ứng được cho cái ngành công nghệ thông tin là một trong cái 4 ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố. Với những chuẩn bị về nguồn nhân lực, vật lực từ nhiều nguồn khác nhau, hy vọng trong tương lai không xa, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhanh và bền vững, phục vụ tối đa cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 7 tỉnh thành lớn trong cả nước đã triển khai chiến dịch đội đặc nhiệm Castrol Active bảo vệ môi trường và động cơ xe số nhằm giới thiệu những tính năng mới của Castrol Active 4T. Đây là thương hiệu mới, phát triển với công nghệ cải tiến được pha chế bổ sung phân tử Actibon bám chặt và bảo vệ độc đáo vào các bộ phận của động cơ cả ngày lẫn đêm, tăng cường tính năng làm sạch máy SAE2, kết hợp nhiều hoạt động bổ ích bảo vệ môi trường. Với đội đặc nhiệm là những anh thợ máy, PGPP Tư vấn đã truyền đạt đến người tiêu dùng những kiến thức cơ bản của quy trình vận hành động cơ xe máy an toàn, bảo vệ môi trường, những tính năng nổi trội của sản phẩm và triển khai các trò chơi vui nhộn, cơ hội trúng thưởng giá trị. Tuần giao dịch thứ 3 của tháng 12 chứng kiến sự trở lại sôi động của dòng tiền đầu tư do những thông tin tích cực về chính sách vĩ mô trong tuần. Song nếu áp lực bán ra vẫn tiếp tục duy trì mạnh, xu hướng giảm điểm là khá cao trong tuần tới. Ba phiên tăng điểm xen kẽ giúp sàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,17% giá trị trong tuần, chốt tại mốc 396,78 điểm. Trong khi đó, xu hướng giảm điểm chiếm ưu thế qua các phiên khiến chỉ số sàn Hà Nội giảm 0,39 điểm, chốt tuần tại 54,05 điểm. Khối lượng giao dịch tuần qua cũng tăng đột biến qua các phiên, song áp lực chốt lời qua các phiên cuối tuần cũng thể hiện khá rõ với nhiều lệnh bán khối lượng lớn, đặc biệt là trong phiên ngày thứ 6. Theo các chuyên gia, trong các phiên tới, nếu cầu không có dấu hiệu cải thiện và áp lực bán ra tiếp tục mạnh thì xác suất giảm điểm của thị trường là khá lớn. Theo đó, các nhà đầu tư nên thận trọng quan sát thị trường, hạn chế mua thêm cổ phiếu vào danh mục đầu tư. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng thí điểm hóa đơn điện điện tử tại địa bàn quận 1 và quận 3 qua Công ty Điện lực Sài Gòn. Để nắm rõ về lộ trình thực hiện cũng như cách sử dụng loại hóa đơn mới, chương trình đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Anh Vũ, trưởng ban quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về phương thức sử dụng hóa đơn điện tử. Xin chào ông. Thưa ông, được biết là Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức áp dụng thí điểm việc đưa hóa đơn điện tử vào việc thanh toán tiền điện. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về chi tiết này cũng như lộ trình triển khai trong thời gian sắp tới là như thế nào thưa ông? Thực hiện cái chỉ đạo của Tổng cục Thuế thì kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012,
thì Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm triển khai áp dụng cái hóa đơn điện tử trong cái hoạt động mua bán điện. Loại hóa đơn được áp dụng là hóa đơn giá trị gia tăng. Theo dự kiến thì chúng tôi sẽ thí điểm tại Công ty Điện lực Sài Gòn trong cái thời gian là 6 tháng. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ đánh giá, như rút kinh nghiệm và xem xét cái triển khai trên toàn thành phố. Thì cái việc mà áp dụng hóa đơn điện tử trong cái hoạt động mua bán hiện nay mà Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện, thì đây là một cái hoạt động áp dụng cái hóa đơn điện tử đầu tiên trên cả nước. Thưa ông, vậy thì việc áp dụng phương pháp mà thanh toán hóa đơn điện tử thì cách ghi chỉ số điện cũng như thanh toán tiền điện theo phương cách này là như thế nào? Dùng hóa đơn điện tử thì cách ghi điện thì không khác gì so với trước đây. Đến ngày ghi điện thì nhân viên ghi điện sẽ ghi chỉ số và thông báo cho khách hàng số lượng điện tiêu thụ, số tiền và ngày thanh toán tiền điện. Khách hàng thanh toán tại nhà sẽ nhận được cái biên nhận in trực tiếp từ cái máy tính cầm tay của thông nhân viên. Cái mẫu là theo quy định của tổng công ty. Các khách hàng thanh toán tại quầy của các công ty điện lực sẽ nhận được cái biên nhận xác nhận thanh toán theo mẫu. Đối với các khách hàng là thanh toán tại quầy, các ngân hàng hoặc là các cái đối tác có ký hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền điện, như thí dụ như ngân hàng, các bưu cục và các điểm thu hộ vân vân, sẽ nhận được cái biên nhận xác nhận thanh toán theo mẫu có sẵn. Khi thanh toán tiền điện bằng cái ủy nhiệm thu thì khách hàng sẽ nhận được cái giấy ủy nhiệm thu do công ty điện lực phát hành có đóng dấu xác nhận đã thanh toán tiền điện. Khách hàng sẽ nhận được cái giấy báo nợ hoặc là ủy nhiệm chi của ngân hàng xác nhận đã thanh toán tiền điện bằng cái hình thức là ủy nhiệm chi. Đối với các khách hàng mà thanh toán qua internet, khách hàng sẽ nhận được cái xác nhận của nhà cung cấp. Đối với lại các khách hàng mà thanh toán qua cái hình thức nhắn tin SMS thì cái tin nhắn SMS sẽ được coi là như là cái chứng từ xác thực thanh toán. Và để xem và xác nhận cái thông tin về hóa đơn tiền điện thì tất cả khách hàng đều có thể truy cập vào cổng cái thông tin chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ là www.hcmbc.com.vn, hoặc là khách hàng cũng có thể liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh qua tổng đài 1900 1122 để biết thêm cái chi tiết, hoặc là khách hàng cũng có thể đăng ký nhận thông tin là qua cái hóa đơn qua cái email của mình. Và cuối cùng, theo ông thì việc sử dụng hóa đơn thanh toán bằng điện tử này thì có mang lại lợi ích như thế nào ạ? Cái áp dụng hóa đơn điện tử là giúp thuận tiện cho cái việc toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế, vì cái thông tin trên hóa đơn điện tử sẽ được chuyển thẳng vào trong cái hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp. Thì cái quá trình thanh toán nó sẽ nhanh hơn, là do cái việc lập và gửi nhận hóa đơn là được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử, và góp phần cái hiện đại hóa cái công tác hạch toán kế toán quản trị doanh nghiệp để phù hợp với cái xu thế kinh doanh ngày càng phát triển trên cái thị trường quốc tế hiện nay. Đồng thời nó cũng là phù hợp với các công nghệ tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới như là mobile banking, internet banking, SMS banking, và đồng thời mà đặc biệt là nó góp phần về cái bảo vệ môi trường, là do mình không phải mà in ấn cái ra hóa đơn giấy như đây. Rất cảm ơn ông đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.